Thưa quý vị, bây giờ là phần biểu diễn nghệ thuật của thầy Phong cùng với Quang Anh, Lộc và Thiện. Vừa rồi là phần trình diễn của Lộc, và bây giờ là tiếp theo là Kiệt, cũng cả hai đều là Đai Đen. Chú Linh thấy là thấy các môn sinh là có vẻ mệt hơn thầy rồi đó. Bây giờ có vẻ là thầy thách thức thêm một em nữa. Thầy ơi, thầy có muốn chú đi ra cứu thầy không? Và một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.